bên trường xa đất phong quê hồng, bên trường xa cấm quan thủ đô cũng là chưa dịp vô vi
nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày vàng tháng tiền nhá. Giờ để cắt enter nhá, khánh đản nhá, đón tiệc nhá, quan đồng 10 nhá. Ngày hôm nay trấn thủ Nghệ An nhá, chúng ta sẽ đón xe ra giáng trần nhá. Ngày hôm nay khai đàn lập phủ nhá, cắt dây phủ để gỡ tội trần gian, bóc trứng mà giải bệnh nhá, để cho gia trung tiền chủ nhá, cho nữ tử nhá, cho nhà họ Trần nhá. Tuổi xem 1972 nhá, người căn cao quả đặng, người sội một thiên đình nhá, mặc dù gian nan vất vả mà dù chắc chở chăm chuyên nhá. Ngày mai túi thanh hoa sẽ bật tờ vàng nó sớ tiền sơ mà nó chặn nhá, đăng trà quả thực nhá, dâng hiến về ngày hôm nay hội đồng quân quyền nhá, để khai đàn lập phủ tôn nhang lại điền hoàn tạo quan túc trái nhá, khai đàn tam phủ tục mệnh nhá. Ngày hôm nay làm lại trục mệnh giữ mệnh nhá, ngày hôm nay đại hạn năm trung nhá, không may nhá, gia trung tiền chủ nhá, nữ tử nữa nhá, đại hạn năm trung ngày hôm nay hiện nay nhập viện nhá. Tu theo hoa để bật đăng trà quả thực nhá, ngày hôm nay chúng ta cắt dây phủ tội phần gian để trà thứng về chứng về thủy cung nhá. Ngày hôm nay gia trung tiền chủ nó mật hoa ra phấn, mặt phấn mặt hồng nhá, sở cầu như sở nguyện tổng tâm vượt qua chúng cô bền khổ đại hạn năm trung nhá. Ngày hôm nay tiên nhân để lại cho đời nhá, gia trung nữ tử nhá, mà đến ngày nhá mà phải cầu an nhá, đến nay sửa lễ mà quân quyền nhá, chứng minh công đức nhá, để cho mà được yên nhá, gia trung nhá, đắc đạo mà yên ngôi nhá, bốn mùa nhá, sớm tối nhá, mà được về mới gia trung nhá, đến nay nhá, tiếp đến mà cửa ông nhá, cắt dây âm phủ nhá, mà gỡ tội nhá cho người trần gian nhá, gia trung nhá, rồi sẽ mà được yên nhỉ, có ngày nhỉ, đoàn tụ nhỉ, gia đình và bốn bên nhỉ, để cho nhá, nữ tử nhỉ, mà không nên nhá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
là nón tiệc con là 10 nhỉ. Cứ bảo ta xây văn đáng ngự mà xây đá đáng trần nhá. Có đôi lời nhắn ngủi xuống trần gian nhỉ. Ngày hôm nay nhá, ai từng đến mà thủ đô nhá, thăm Hồ Hoàn Kiếm và thăm Lăng thì Bác Hồ nhỉ. Từ từ xe chạy mà vi vu nhá, trên đường quốc lộ mà số 5 rộng dài nhỉ. Thế trái nhất mà cổ bi nhá, làm bên sông Đuống mà có tên mình Hà nhá. Chợ Vàng nằm giữa mà ba thôn nhỉ. Thế sang bên trái ngày hôm nay thôn của chú Hà tọa ngự về bản đền ngày hôm nay từ nhá. Chứng minh công đức cho nhá. Thế nhà họ Trần nữ tử xem 1172 nhỉ. Cân cao quả lạng xuôi mà thiên đình nhỉ, cũng mày để hạ nằm trùng nhá. Chợ Vàng nó sớ tiền sơ trạng tấu về của chú Bà ngày hôm nay để dâng hiến kinh văn tẻ mã trong phù thượng mã nhá. Điền Hoàn về ngày hôm nay dâng hiến về quân quyền hội đồng quân quyền nhỉ. Tốc đảo đàn duyên chứng minh công đức nhỉ. Thế mà chú Bà ta lại nở mở mang nhỉ. Cải hung vi cát mà cải tọa vi thường thay theo nửa số này mà cầm cân nhá. Thế phê sổ đỏ bỏ sổ đen cho nhá. Thế mày cho ra dung mình chủ án ngồi chính vị nhá. Thank you.
Ah!
Thank you.
Về ghi vào số vàng nhá, đấu lên thiên đỉnh cho nhá, cho ra chung tiền chủ nhá, chủ nữ tử nhà họ Trần nhá, từ năm 1972 nhá, người căn cao quả nặng người xuôi mà thiên đỉnh nhá, không may đại hạn năm trung nhá, ra chung tiền chủ tu chiếc hoa lên bật kinh ngân tài mão chủ tự mã tờ vàng đã sỡ tiền sỡ chặn ngày hôm nay dâng lên hội đồng tam phủ cung đồng tứ phủ bản đình nhá, dâng về hội đồng quân quyền nhá, chính cung thờ phụng tại bảo điện quân lệnh nhà họ từ ngày hôm nay nhá, ngày mai quân anh ta về chấp kỳ nghĩa vật nhá, kim ngân vàng mã nhận đủ nhá, ngày hôm nay hai đàn chứng minh công đức cho nhá, đảo mệnh của thiên đình nhá. Ngày mai đại hạn năm trung nữa, ngày mai nhá, lễ giữ mệnh nhá, nâng cao tuổi thọ nhá, để cho trung tiền chủ được vượt qua dâm khô biển khổ nhá, sở cầu như sở nguyện mà tòng tâm nhá, tiên nhân để lại mà cho đời nhá, gia trung thì có số nhá, mà thiên đình đã ghi nhá, đến nay sửa lễ mà quân quyền nhá, để cho nhá, đắc đạo nhá, mà di cung nhá, mà đảo mình nhá, đến nay nhá, cho tuổi 72 nhá, đảo sang nhá. Dựa bóng nha, nhà Trần của 1975 nhá. Để cho nhá. Sớm được mà về giá trùng nhá. Mặt hoa ra phấn nhá. Và bốn mùa mà sinh tươi nhá. Ngày hôm nay nhá, con anh ta tấu lên thiên đình nhá, chứng minh công đức cho thủ nhang đồng nền cùng tất cả các nhang đệ tử nhá. Không được bản nền mà thủ nhá. Nhà nhà được vũ tận phong điều mà sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm nhá. Chống dung cờ mở hai hàng nhá. Chính phủ nghe lời
Chúng ta cùng nhau
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.